Nó to lắm, nó chạy mấy cục rồi. Mấy túi giống như cục hạt đấy. Chạy mấy cục này. Đây. Cục này lắm, đoạn này cục này ra. Hai con cục nó chạy cùng luôn. Nhập tiếp qua nhà chạy.
Rất là bình thường. Cái này rất là bình thường, không có gì hết. Đây này, bóp này này. Thấy không? Thấy không? Đúng rồi. Đây. Nó sẽ vậy. Mình bóp là mình đè luôn. Mình thả tay cho nó chạy mất. Cái túi đây á, ở dưới nó có một cái túi á, thấy không? Mình bóp và mình đè luôn.
đúng rồi, chỗ này nó khá khó. Nào bạn ấy cũng có cục. Sao đây nhiều thế em? Bên này thật chùa không? Thế thấy giờ này bên này thật chùa không con? Nên học phải trưởng ạ.